Kính thưa quý vị, công ty V247 xin chúc mừng các khách hàng đã trúng giải đặc biệt chương trình sử dụng V247 trúng bảng xe. Mỗi giải là một Toyota Camry Hybrid LE 2014 thuộc về các khách hàng có số điện thoại và vé số như sau. Nhân dịp năm mới, V247 xin kính chúc quý đồng hương được an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình. V247, sự lựa chọn đúng nhất.